được. Gửi tới chư tôn thiền đức lòng thành kính tri ân, xin gửi tới quý liệt vị cùng toàn thể đạo tràng lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý liệt vị, thưa toàn thể đạo tràng, có lẽ vào những ngày này, tất cả những người con Phật trên khắp mọi miền đất nước cũng như năm trong bốn biển đều hân hoan chào mừng ngày lễ trọng đại của một bậc vĩ nhân. Khắp trời muôn hoa muôn nở chào đón giờ phút lịch sử thiêng liêng, một sự kiện hy hữu trên thế gian, đó chính là sự ra đời của Thái tử Tất Đạt Ma, con Đức Vua Tịnh Phạn, hiện hữu tại cõi Sa Bà, nơi thành Ca Tỳ La Vệ thuộc đất nước Ấn Độ. Giờ phút thiêng liêng, gió lặng chim ngừng, bàn tay truyền pháp trong hương đơn thanh khiết, ân khắc tường đầu trắng một bông hoa, thế giới ba ngàn đồng thanh ca ngợi. Sự ra đời của Thái tử Tất Đạt Ma đã mang đến chúng ta một thông điệp từ tiên kiến cổ, trải qua vô trùng không gian và thời gian. Thông điệp đó đã đến với con người cho đến hôm nay và mãi tới mai sau. Bảy đoá sen vàng nơi gót ngọc đón mừng Bồ Tát xuống trần gian, vừa nâng chợt thấy hoa đàm đời, muôn vạn tâm vui chỗ nhịp đàn. Kính thưa quý liệt vị, thưa toàn thể đạo tràng, Đức Thế Tôn của chúng ta chính là Bồ Tát hộ nguyên nơi cung trời tâm xuất, vì tâm từ bi quá lớn thương xót muôn loài chúng sinh. Quanh quẩn trong sáu đường, người đã phát lời đại nguyện để ban vui cứu khổ chúng sinh. Giờ đây Đức Thế Tôn đã không còn tại thế, nhưng tấm lòng vị tha và pháp tâm của Ngài vẫn thường hằng bất biến. Giờ đây trong không khí trang nghiêm này, trước hình ảnh của đấng cha già thanh quát, chúng ta hãy lắng đọng tâm tư tưởng nghĩ tới vị cha này, để tỏ lòng tri ân sâu sắc và lòng tôn vinh tuyệt đối. Muốn vậy, hãy tự hứa với lòng mình từ nay sẽ thường xuyên tu tập, làm mọi điều lành, cắt đứt ác duyên, thường xuyên nghĩ tới Ngài, đem hiểu biết ánh sáng tình yêu thương soi vào lòng nhân thế. Kính thưa quý liệt vị, thưa toàn thể đạo tràng, mỗi năm khi mùa sen nở, ngày lễ Phật đàn lại đến, trong niềm hân hoan của hàng triệu trái tim những người con Phật. Và để kính dâng đức từ phụ, đêm nay dưới mái chùa Phúc Lâm thôn La Xuyên tổ chức chương trình văn nghệ mừng ngày đản sinh của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni và thâm ân vô bờ bến. Và sau đó chúng tôi cũng muốn gửi tới hội chúng hãy hướng lên mười phương chư Phật thì từ giai độ cho Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chúng sinh an.